Chúng ta tiếp tục học tập Quyết trí một đời Vạn sanh cực lạc quốc à, Học đến tập 280 à, Chúng ta mỗi ngày à, à, Gây dựng tín nguyện à, Cả đời này mình niệm Phật Và cả đời này giữ đúng một nguyện Là chỉ có Nguyện cầu sanh cực lạc chỉ có một cái cầu Đó là cầu sanh cực lạc Nên mỗi ngày chúng ta Chỉ gây dựng đúng cái nguyện Nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc Nhớ ngay vì Tuy mỗi ngày mình gây dựng được gì Hoặc là mình có duyên Mình nghe Pháp một người thầy nào Mình áp dụng được lợi ích nhưng mà mình cũng đừng bao giờ nghĩ rằng những người khác người ta tu sai có những người mình sẽ bị cái bệnh này nghe quý vị thí dụ như mình quý ai mình nghe pháp của ai mình áp dụng được lợi ích thì mình nghĩ những người khác sai chúng ta có duyên nghe pháp tu hành bản thân mà được lợi ích người khác họ có duyên với người nào đó họ nghe pháp họ áp dụng bản thân họ lại được cái lợi ích khác người khác nữa họ nghe pháp họ áp dụng họ lại được lợi ích về cái việc của người kia dạy khác nữa nên mỗi người đều có cái lợi ích cái lợi ích thì thế gian hay là cõi chờ hay là xuất thế gian nó có những cái lợi ích khác nhau nhưng mỗi người họ đều có cái lợi ích hoặc là quý vị, vị nhìn thấy họ không có lợi ích gì nhưng họ lại có duyên với một người nào đó nên bản thân chúng ta không được có cái tâm khi mình nghe pháp hành trì được lợi ích quý thích một người nào lại cho rằng tất cả những người khác đều là sai Tại vì mỗi một con người Có duyên với một số chúng sanh Một số chúng sanh Có duyên với một số người Có nghĩa là duyên như thế nào Thì nó hướng đến như vậy Có những người Thì duyên đến một người nào được thời gian Họ lại gặp duyên với một người khác Rồi họ lại duyên với người khác Thời gian Lại họ có duyên với người khác Thì giống như là Đi từng nắc thang mà bước lên Hiểu không? Nên duyên thời gian Tiến đến duyên với người khác Còn nếu như chúng ta đã gặp tịnh độ rồi Nếu như nhân duyên của mình dày Thì cả đời của mình gây dựng tính nguyện Để cầu sanh cực lạc Mỗi ngày mình Nghe như vậy để thúc đẩy mình Tinh tấn niệm Phật Nếu mình mòi được cái duyên này cả đời Thì đây là cái duyên Để hướng mình đến xuất thế gian Pháp Nhớ nghe đây là cái duyên mà hướng mình đến sức thế gian Pháp <laughs> Rất là quan trọng Nên mỗi một người mình Tu học được một điểm nào lợi ích Cũng đừng bao giờ cho rằng những người khác sai Nếu như vậy thì cái tâm mình cũng không đúng Mỗi người đều có duyên mà Thí dụ như một số vị Phật tử có thể thích những đức, nghe những đức vì áp dụng gì được lợi ích lớn vô cùng luôn nhưng mà có những người người ta không có duyên nhân đức, quý vị có đưa những bài giảng của nhân đức cho người ta nghe, người ta cũng không thích nghe. Vì người ta đâu có duyên nhân đức đâu, những đức cũng không có duyên với người ta, nên từ nơi đó mà người ta không nghe. Còn quý vị thì lại có duyên nhân đức thì thích nghe nhân đức thôi. Nhưng mà có những người bây giờ mình đưa cho người ta nghe người ta không có duyên. Nhưng mà tự nhiên một ngày nào thì cái nhân viên lại có, người ta lại nghe và người ta lại áp dụng. Còn mình thì bây giờ mình có duyên Mình nghe Nhưng mà có khi một ngày nào tự nhiên mình lại Không nghe nữa Có những việc như vậy đó quý vị Nên mỗi một người chúng ta <laughs> Khi mình nghe vào pháp mình áp dụng được lợi ích Thì mình mừng Mình cố gắng Mình nhìn nhận cái lợi ích này Nó xác thực như thế nào thế nào mà muốn gầy dựng cái duyên này cả đời Thí dụ như Đức thì Tư tưởng như Đức là chiên phiên về niệm Phật không à? Thì muốn duyên cả đời thì phải gây dựng tính nguyện niệm Phật. Còn nếu như cái người nghe mà họ không gây dựng tính nguyện, họ nghe phúc 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 chơi cho vui thôi thì từ 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 giết hết chi. Thì họ hướng đến nghe những điểm khác. Nên phải nhớ. Nên mỗi người mình mà gặp tịnh độ mà tin nhân viên này cũng đặc biệt lắm. Phải cặn gây dựng cả đời nhiều sáng những đứa gặp một bà cụ 90 tuổi gia đình con cháu cũng biết Phật pháp bà cụ 90 tuổi mà rất là minh mẫn mắt thì mờ nhưng lỗ tai nghe rõ miệng nó rất rõ ràng luôn đầu óc rất minh mẫn luôn quý vị coi cái công đoạn bà cụ 90 tuổi niệm phật rất quan hỷ chỉ có 12 phút thôi nhưng công đoạn đó có khi mình có ông bà cha mẹ tuổi già mình bật lên cho ông bà cha mẹ tuổi già mình coi cũng được nhìn bà già đó để học theo bà già rất là minh mẫn hay vì nhìn bà cụ bà dễ vậy đó Những đức nói gì bà cũng nghe hết thì biết rằng con cái bà cụ nói là bà cụ rất là quý thích những đức Bà ở nhà Bà bật một chiếc máy nghe Pháp Một chiếc máy niệm Phật Thi một chiếc máy Có những đức cái gì nữa Là ba chiếc một lúc bà bật Không ai chịu nổi bà hết luôn Thích những đức đến mức gì Nên hồi sáng những đức khuyên bà cụ là nghe một loại thôi Khi niệm Phật là chỉ nghe niệm Phật thôi Còn khi Pháp là mình bật Pháp nghe thôi Đừng có một lúc mà bạc nhiều quá Nó chăm qua chích lại với nhau Mình nghe không được cái gì Giống như cái gì mà mình chiên Thì mình cái kết quả rất là cao Nhưng mà mình tạp thì khó lắm mấy vị Khó thành công lắm Cái gì mà chiên là nó đi vào sâu à Thí dụ như bây giờ Lúc quý vị đang ăn cơm Quý vị cứ chiên ăn cơm đi Còn nếu như bây giờ quý vị nghĩ rằng Mình ăn cơm một chút Mình ăn phở ngô tiếu Thì quý vị ăn cái gì cũng không ngon ăn cái gì nó cũng không ngon tại nó không chiên Mình chiên cơm thì mình cứ chiên cơm đi Thì tự nhiên quý vị sẽ có kết quả rất là lớn Nhớ Giống như mình tu Chiên niệm Phật thì mình cứ chiên niệm Phật Cứ một câu Phật hiệu niệm đến cùng Quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc Cứ cả đời gây dựng như vậy thì, thì quý vị tu có kết quả còn lúc nghe Pháp chỉ nghe Pháp Còn như bản thân mình cá nhân mình Mình muốn niệm Phật thì đó là mình niệm Phật không sao Nhưng mà cụ lúc bà bắt Pháp Bà lại bắt Pháp Lúc bà bắt thêm niệm Phật chung luôn Vậy thì khó lắm Rất là khó Quý vị biết rằng Nói mà cái việc Mình niệm Phật ai với Đạo Phật Mà với Nam Mô với Đạo Phật Mà một lúc mình bắt lượt cũng không được mà cả nam mô với phật nam mô với phật mà bị bắt hai lần một lúc hai cái máy bắt một lúc cũng không được nữa nó sẽ bị cũng bị chổi nó quý vị hoặc là người này cũng bắt ai là đạo phật người kia cũng bắt ai với đạo phật năm người sáu người trong phòng mà bắt năm sáu cái máy một lúc cũng không được nữa nên mỗi phòng các cụ như đức để một cái đèn bông sen bắt đúng một cái điệu hộ niệm bốn chữ là rồi xong mình vào phòng là máy mình phải tắt hết chỉ đúng có một điệu niệm phật đèn hoa sen để trên cái tường phòng thì xong còn nếu trong phòng không có cái đèn hoa sen niệm phật thì chỉ có một người bắt đúng một điều niệm phật là xong là không có bắt thêm nữa tại vì sao nó chỏi đúng không nên cái gì cũng phải cần chiên khi quý vị chiên một môn nào vì sẽ giỏi môn này nhớ nha vì chuyên môn nào thì sẽ giỏi môn này nên mỗi một người chúng ta khi mình tu tịnh độ này Chính bản thân như Đức cũng để ý kinh nghiệm Quý vị chỉ cần Gài dựng tính nguyện Cấm gốc ngay câu vật hiệu Tất cả quý vị nghe biết một cái gì bị quy về niệm Phật Nếu quý vị không nghe biết cái gì thì từ niệm Phật Khai thác ra Tại vì sẽ có kết quả cực kỳ lớn luôn Kết quả cực kỳ lớn Thí dụ như quý vị đọc một quyển sách nào Cái nào nói là chuyên niệm Phật thì lấy Còn cái nào nói mà thêm cái gì cái gì nữa Thì cho qua tại vì sẽ chiên niệm phật tại vì bị cấm gốc từ chiên niệm phật được rồi khi bị cấm gốc từ chiên niệm phật thì tất cả những văn tự khác không làm ảnh hưởng quý vị không có làm ảnh hưởng còn nếu như quý vị không cấm gốc chiên niệm phật là nhất định sẽ bị phân tán mình mà không cấm gốc chiên niệm phật là sẽ bị phân tán chắc chắn luôn nên nhiều người cũng nói là chiên niệm phật mà họ không cấm gốc cho chắc gì niệm phật cuối cùng nó phân tán nhớ nó phân tán nên những đức gì sao mười mấy năm niệm phật mà người nói này nói kia nói nọ những đức không dao động tâm vì những đức cấm gốc ngay có vật hiệu và chính bản thân những đức đã thấy niệm phật lợi ích lớn làm bất cứ cái gì cũng từ cấm gốc ngay có vật hiệu phát triển ra là thành công nhớ chỉ cần ngay có vật hiệu cấm gốc ngay có vật hiệu phát triển ra là thành công vì bỏ có vật hiệu là quý vị sẽ bị tùm lum tùm la tứ tung lang tan liền nếu bỏ câu vật hiệu là cái thứ gì vì cũng muốn học muốn nghe muốn biết chứ rồi là gì bị mất phương hướng nên có những người bị biết rằng chúng ta sẽ biết về văn tự mình biết hết chứ mình nghe cái gì mình sẽ hiểu hết mình nghe mình biết hết hiểu là một lẽ nhưng bị hành còn một lẽ nữa cái quan trọng là vì hành trì nguyên lý đã hiểu rồi mà hành trì là còn một vấn đề nữa có những người nguyên lý vì Nói cái gì người ta cũng hiểu hết Nhưng hành trì người ta lại không hành trì Có không? Có Nhưng mà cái cực kỳ quan trọng luôn là ngay cái hành trì Ban đầu xin thưa vì Những đức tu tịnh độ này không hiểu gì hết Thật sự không hiểu gì hết Những đức là người ít học Đâu có đọc sách gì đâu mà hiểu Nhưng mà lạ thay Những đức là chịu niệm Phật riêng lương tâm những đức lại luôn luôn nghĩ rằng niệm phật là ít lớn những đức muốn chiên niệm phật à? ai nói gì mặc kệ những đức chỉ muốn niệm phật không không có bị dao động gì hết những đức chỉ muốn niệm phật không chỉ muốn thích niệm phật không chứ không có muốn nghe biết cái gì thêm nên nhiều việc này việc kia trong Ngôi tam bảo từ khi những đức vô chùa là ngộ những đức không có hỏi thầy vì sao nhưng Đức nghĩ mình phiền não thôi mình cố gắng mình tu mình bỏ qua chứ Phiền não phiền não thì xong mình niệm Phật rồi thôi cho qua đi quên phức cho rồi đi Thì niệm Phật đi qua Qua rồi giờ hỏi gì nữa giờ Có những sự việc đến với những Đức thì tự nhiên những Đức làm Làm xong có khi không được thì những Đức nghĩ ra được Được rồi làm tiếp tục Chứ giờ nó không có bị trở ngại sao hỏi có nhiều khi thầy hỏi như đức chú tu vậy có trở ngại gì không như đức nó dạ không chú niệm phật có trở ngại gì không dạ không không chớ ngại gì hết dạ không có trở ngại gì hết thầy nhìn 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 trong lòng nó ủa mình niệm phật có nhiều cái nghi có nhiều cái trở ngại sao người cái chú này ông tu ông không có trở ngại gì chứ người ta trong lòng như đức nói thì niệm phật là niệm phật thôi chứ trở ngại gì giờ như đức hỏi có những người quý vị niệm phật có trở ngại không họ nói giờ dạ, có họ trở ngại cái gì niệm phật mà niệm hoài vọng tưởng nhiều quá khó chịu trong lòng bực bội ghê nói, ủa chớ ngại gì hả hỏi nữa có những người chớ ngại cái gì nữa niệm phật lâu mà không được nhất, tâm à gì hả hỏi có những người niệm phật hồi đó giờ lâu ghê mà không biết phật có rước về cực lạc không tuy niệm niệm mà không biết phật có rước không nói, ủa nghĩ gì nữa à vậy là cái nhỡ ngại này chỉ quy về là thiếu lòng tin quý vị Tất cả những cái trở ngại này của người niệm Phật mình là từ ngay chỗ mất lòng tin Lòng tin không được kiên cố Lòng tin có giờ đổi Còn bản thân những đức là cũng không phải nói tin không tin gì Những đức cái niệm Phật à Cái nguyên lý này nó giống nhiều người ngày xưa mà Không biết cái gì chứ mà chỉ niệm Phật mà thành tựu thù thắng đó quý vị Là họ không có biết cái gì họ biết niệm Phật thôi à Họ nghĩ họ niệm Phật là được họ cứ niệm Phật thôi rồi niệm từ 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 tự nhiên họ hiểu cái này là một trăm luôn niệm từ từ rồi hiểu ban đầu thật sự họ không có hiểu xin thưa thật sự là những đức không có biết niệm phật lợi ích lớn gì đâu quý vị tại vì những đức cũng đâu có nghe giảng pháp gì nhiều và và hiểu nguyên lý gì đâu nhưng mà những đức biết mình tu tình độ thì mình niệm phật là được nhưng những đức niệm phật không có cái tâm trở ngại dòng tưởng nhiều dòng tưởng ít mặc kệ sau này đọc lời tổ sư mới cảm nhận được rồi những đức chí niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật. Rồi từ 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 những đức mới phát cái nguyện. Nhất định niệm Phật đời này phải phát nguyện cầu sanh cực lạc. Vì thì muốn cầu sanh cực lạc như vậy đời này mình phải chuyên niệm Phật. Mình niệm Phật mình tin Phật sẽ đến rước mình, vậy thôi, đủ rồi. Còn lúc niệm Phật vọng tưởng nhiều, vọng tưởng ít, nghĩ ngợi cái gì cái gì mặc kệ, không quan tâm. Có một cái cô kia. Cô đến cô gặp những đức cô nói thầy ơi, con niệm Phật giết mà con sợ con không dám niệm Phật luôn. Hỏi vì sao? Con lên chánh điện con niệm Phật Con nhìn Phật tự nhiên con khởi tâm tầm bậy Mỗi lần niệm Phật nhìn Phật là khởi tâm tầm bậy Sợ tội lỗi quá thầy ơi Nào là con khởi tâm muốn quýt Phật Con khởi tâm con muốn đập tượng Phật Khởi tâm tầm bậy tầm bậy không có thể thầy, thầy Với con không dám lên Chánh điện tu không dám nhìn tượng Phật luôn Nhưng Đức nói cô vì cái tâm không dám đó mà sanh ra chỗ đó Dù có cô có khởi tâm như thế nào Phật cũng không trách cô Thí dụ như bây giờ đi Cô gặp những đức Cô niệm những đức Mà cô lại khởi tâm này tâm kia tâm nọ Những đức cũng đâu có hạng thù Đâu có ghét cô gì đâu Cả văn thân những đức Là kẻ phàm phu đó Những đức còn không ghét cô gì cái chuyện đó Không chỉ là Phật Cô cái chân thật của niệm Phật đi Danh hiệu Phật có bổ nguyện Dù cô có khởi tâm gì cô cứ Mãi miết niệm Phật đi Cô gầy dựng tính nguyện Cô cứ niệm Phật đi niệm giết nó lạc những tâm kia Còn bây giờ cô sợ Cô sợ là những tâm kia nó tấn công Cô vừa sợ là cái tâm những cái tâm Mình lưu bu lụng sổ kia nó tấn công cô liền Cô đừng có sợ, cô đừng có an tâm tới Cô cứ lo niệm Phật thôi Tổ sư đã nói rằng Dòng tưởng nhiều, dòng tưởng ít mặc kệ Cứ lo niệm Phật Thiện niệm, ác niệm mặc kệ, cứ niệm Phật rõ ràng ơi mình chỉ cần gây dự dựng cái tính nguyện kiên cố niệm phật là không có trở ngại Vì vị không gây dựng tính nguyện là vì sẽ bị trở ngại nên cái chỗ niệm phật tại sao mỗi ngày cần phải nghe như vậy để gây dựng tính nguyện gây dựng tính nguyện là gì cực kỳ quan trọng nên khi mình niệm phật mình khởi tâm này tâm kia tâm nọ tùm lum mặc kệ vì cứ chuyên nhất niệm phật đi quý vị cứ tin con niệm phật niệm lâu ngày tự nhiên tự đến tự đi không có cần quan trọng, không cần đè phục gì hết Không cần bỏ gì hết Vì cứ niệm Phật là được rồi Quý vị cứ tin 100% đi niệm giết rồi Tâm vị sẽ tự an lạc Sẽ tự nhẹ nhàng luôn Và tự nhiên quý vị sẽ không bị một cái gì câu thúc được hết 100% luôn niệm Phật lâu ngày Quý vị sẽ không bị Cái lỗi tâm nào câu thúc Quý vị chỉ có niệm Phật thôi Không cần quan tâm tới nữa Rồi lúc đó quý vị sẽ thấy niệm Phật lợi ích cực kỳ lớn luôn Chính bản thân nghĩa đức cảm giác được chỗ này Bây giờ những đức niệm Phật rất tự nhiên, rất thoải mái. Nên những đức khuyên quý vị, niệm Phật là niệm tự nhiên, niệm thoải mái. Niệm không có cái gì ràng buộc khó khăn bực bội gì hết. Dòng tưởng nhiều, dòng tưởng ít hay cái thứ thiện niệm ác niệm gì mặc kệ. Hoặc là giờ mình niệm Phật mình nghĩ ngày mai đi đâu đi làm cái gì cái gì cái gì, mặc kệ, vì cứ niệm Phật đi. Thì cứ lo niệm Phật là được rồi, cứ niệm, nhớ Phật là niệm liền. Nhớ Phật là niệm liền, chưa nhớ Phật thì thôi, nhớ Phật là niệm liền, chưa nhớ Phật thì thôi, nhớ Phật, niệm nhớ Phật, thì, thôi. Nhớ Phật thì niệm liền. Bản thân những đức có khi cũng quên, nhưng nhớ là niệm liền Thí dụ như những đứa đang giảng pháp gì đi thì những đứa vừa nhớ phật những đứa cũng ai với đạo phật liền Đó, ai với đạo phật ai với đạo phật ai với đạo phật rồi giảng pháp liên tục liên tục liên tục thì lo giảng pháp còn lúc mà vừa nhớ phật là ai với đạo phật ai với đạo phật ai với đạo phật niệm liền như quý vị đang nghe pháp gì bình thường vừa nhớ phật là ai với đạo phật ai với đạo phật ai với đạo phật niệm liền cũng nghe pháp được nè nên mỗi ngày của mình lúc nào nhớ Phật là niệm đến liền Nhớ Phật là niệm đến liền Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng Lễ Phật một lễ tạo diệt hà sa Vừa nhớ Phật là niệm liền Nhất là những người bệnh đau này kia đồ Hoặc là có bầu bì đồ này kia Nghỉ ngơ Nãy nọ đồ đó Quý vị là thời gian cho bị niệm Phật đó Nhớ đây là những thời gian cho mình niệm Phật Hoặc là mình bệnh đau nằm nghỉ ngơi Đó là thời gian cho bị niệm Phật đó Ngồi nghỉ nằm nghỉ hay đi đứng vòng vòng ở khuôn viên nhà cứ niệm phật hoặc nằm nghỉ thì nhét môi thôi không cần xì ra tiếng gì luôn chỉ cần nhét môi nhẹ nhẹ được cứ niệm đi rồi bật cái điều niệm phật là chiếc máy nhỏ đeo xuyên suốt để bên cạnh luôn có khi những đức quý vị ngồi chơi với ai nói chuyện này chuyện kia những đức cũng bắt cái điều niệm phật nhỏ xuống để con người để ở trong cái áo mình trong Nhất để ở trong đó, đó. Nó không có động cái buổi nói chuyện với ai Nhưng mà nhỏ 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 câu vật hiệu những đức tin Những đức tin là câu vật hiệu mình niệm Da thịt tế bào mình máu huyết mình cũng tốt Tin chỗ này quý vị Những đức luôn luôn tin 100% Những đức cứ đặt niềm tin như vậy đó Vì những đức nghĩ Nhà khoa học ông Giang bổng tháng ông đã thí nghiệm mà Cơ thể mình có 70% nước Mà nước nghe thấy biết Nghe thiện nghe ác thiện thì kết tinh thiện ác thì kết tinh không được tốt vậy thì bây giờ mình để cái máy niệm vật nhỏ nhỏ mình để trong người mình trong mình bật điều niệm vật nhỏ 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 mà để quay ở trong cơ thể mình chắc chắn máu huyết mình cơ thể mình sẽ kết tinh tốt kết tinh một như vậy luôn nên cái ly mà mình uống nước mà có chữ ai giữa đạo phật nước sẽ kết tinh tốt mình uống cũng tốt chính chùa của mình này quý vị cái vàng lọc nước của chùa mình lọc nước tốt nước tốt lắm vì tinh nước là để một tháng chờ nó không có mùi gì đâu quý vị à, nó rất là đặc biệt như vậy đó nhà nước uống nước nè trong cái phòng một cái thùng nước uống lâu đó. nước là không bao giờ có mùi hôi gì đâu quý vị đặc biệt hồi đó nhà nước mới đi xuống đây nước mà lọc để trong vòng mười mấy ngày thôi nghe mùi rong nghe mùi rong quý vị còn nước chùa mình lọc không bao giờ nghe mùi rong đâu đâu quý vị rất là sạch luôn cực kỳ sạch luôn Nên có những Phật tử người ta đi đến chùa mình Là người ta hứng thùng hay thùng nước Chai hay chai nước Người ta uống Ta nghĩ nước của chùa Cái dàn lọc nước là cái đầu nguồn Mà vắt niệm Phật suốt rồi à, Nước thì cái tinh tốt Nên người ta uống nước này Mà cho gia đình uống nước này Nó cũng có duyên nữa. Tại vì nước của Tam Bảo Từ trong cái Tam Bảo lọc nước có luôn Nên mình hứng một thùng nước Mình đem về nhà mình uống Có duyên chứ quý vị Có dịp mình đi đến chùa mình hứng Thùng nước Có duyên chứ Tại vì Đức nói gì rồi nên mình hứng thôi Từ khi nó hết nước rồi thôi Chứ nước lọc rất là nhiều Lọc nhiều lắm uống hết nó, Mình lỡ mình hứng Đem về nhà Những người mà trong gia đình mình họ không đi Cho họ uống miếng Đây là cái duyên của ngôi Tam Bảo Cái lọc của ngôi Tam Bảo quý vị à Ừ Mà nước mà cái đầu nguồn mà bắt máy đi vật xuyên xuống Hiếm gặp lắm hiếm gặp lắm mình gặp được nhân viên này nên mình kết duyên gia đình của mình mình cứ có lòng tin đối với danh hiệu phật gì đó những đức có lòng tin như vậy đó quý vị nên á những đức nói chuyện với ai khi những đức bắt cái điều niệm phật nhỏ nhỏ lên cái điều hồn niệm bốn chữ nhỏ 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 hay là cái điều niệm phật gì của quý vị tùy vị thì quý vị để vô cơ thể về bên, bên trong để bên trong nằm ở trong luôn rồi niệm suốt nhỏ 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 bên trong nó lợi ích rất là lớn quý vị à tâm trạng bị rất nhẹ nhàng khi bị nói chuyện với ai con người bị nhẹ nhàng lắm này là 100% luôn á à, tại vì mình nghe được câu vật hiệu trong tâm mình phát ra nhẹ 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 vậy đó mình đang nói chuyện mà có vật hiệu cái nhẹ 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 phát lên cái máy mà những đức tặng bị ngày lễ viết quan âm viết quan âm này những đức tặng này. là những đức có để một điều niệm phật rất nhẹ nhàng luôn mà cái điều niệm phật này sau này bị chạy xe đi xe hơi xe đa gì, gì thì bật lên nó nhẹ lắm nhà đức đi xe là thường để cái điệu cái điệu đó niệm rất nhẹ luôn a à, di đà phật niệm nhẹ lắm luôn mà nó có điệu nhạc nhẹ 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 nhẹ, nhẹ lòng vào nhẹ lắm à. ngồi trên xe hơi đồn mà mình đi á là bật cái điệu lên rất nhẹ nhàng luôn quý vị chạy xe rất nhẹ nhàng nghe nó thư thớt nó nhẹ nhàng sao đâu á à nên từ nơi đó mà khi mà mình mình ngồi nói chuyện với ai mình bật qua cái điều đó, mình để chế độ cái điều đó đó. Còn cái điều hồ niệm thì thường mình cứ nghe niệm. Còn cái điều đó đó khi mình nói chuyện với ai mình bắt cái điều đó. Sau này cái máy niệm Phật mà mà lễ viết quan âm Bồ Tát tặng là có cái điều đó. Có cái điều rất nhẹ nhàng đó luôn. Để vô người nghe suốt luôn, nhẹ nhàng mà. Mình nói chuyện với ai mình cũng nghe được có Phật hiệu nên cái tâm mình nó dịu lại. Khi cái tâm mình nó dịu rồi thì quý vị biết rằng là đặc biệt cái giải quyết vấn đề gì cũng đặc biệt nên những đức nói rằng là mình phải cần hành trì với vị nên nó một tạ lý thuyết không bằng trăm gram thực hành nên cái chuyện thực hành là việc cực kỳ quan trọng muốn đời này giảng sanh thì cực lạc là phải gây dựng tính quyền cực kỳ mạnh tính nguyện đã kiên cố rồi ai dao động được tâm mình nên cái câu đầu đã như đức chia sẻ bị nghe bị nhớ mình có duyên mình học tập với nhau mình hành trì tuyệt đối không có nói như người khác không có đánh giá những người thầy khác tu pháp này pháp kia pháp nọ chuyện đó của người ta Người ta cũng được lợi ích khi độ một số người chứ Những Đức chỉ lý luận cái việc Cho bị nghe để vì, vì quy nhất niệm Phật thôi Còn hàng Phật tử không được chê bai Người thầy này thầy kia thầy nọ Nhớ không được chê bai kệ người ta Đi về chùa mình lo niệm Phật đi Còn như những Đức Những Đức lý luận cái này kia cho bị nghe Để vì gây dựng được tính nguyện tính tâm Để vì chiên nhất niệm Phật thôi Còn ai làm gì không phải kệ người ta Hoặc là Người ta hỏi hang mình này kia Mình không vừa bụng thì thôi mình từ chối thẳng không cần qua lại, không cần ngại ngùng cái chuyện Mà mình á Mình lại dị ngại ngùng mà cuối cùng mình đi Đi bài xích người ta Mình đi nói này nói kia người ta khỏi Phật tử nhớ Thí dụ như bây giờ Ai hỏi tiền bạc xin tiền bạc mình gì Mình Không giúp không qua lại Thì thôi Mình trả lời thẳng là bản thân mình không có tiền Còn lo việc gia đình này kia Nên từ hôm nay đừng hỏi nữa mình trả lời thẳng tại vì mình nghĩ rằng là Không có lợi ích gì khi quá lỡ lèn nhàng Thì chúng ta nên trả lời thẳng là Đặng lòng trước mắt lòng sau Nhớ câu này không có nên có kết quả đó Mà mình nên thà Cái câu thẳng thắng ban đầu Vì sao không có tác dụng phụ Tốt hơn Còn hơn là đặng lòng trước mắt lòng sau Cái ban đầu Mình giống như mình dị Mình ngại trả lời thẳng cái này kia thì sao mình khéo léo đừng có thẳng quá hiểu không khéo léo đừng có thẳng quá nhưng mà mình tự tránh xa là mình hiểu rồi là người ta hiểu rồi khi ta điện thoại này kia người ta xin mình này nọ mình không có đồng ý là mình tự không nghe điện thoại mình tự lãng 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 lãng, lãng là người ta biết tự người ta tránh mình luôn khỏi cần nói gì người ta cũng tránh mình nên gặp những chuyện mà cái khởi đầu nó đã phiền phức đừng có cái kiểu mà mình dở dở gương mình dở dở gương nó sẽ sau này nó xảy ra vấn đề lớn thêm không có tốt nên những đức thường nhắc hàng phật tử đi tu chung với nhau cái việc mà dính đó việc tiền bạc mượn chát nhau đừng có đụng vô còn nữ, nữ với nữ nhau đừng có bao giờ đem chuyện nhà chuyện này chuyện kia của mình nói tùm lum tùm la cho họ nghe có khi sau này trở mặt lại phiền phức rất là lớn rất là nhiều thứ phiền phức nên những đức thường phiên mình đi đến chùa tu thăng vừa vừa thôi Vì mà nó tồn tại rất lâu dài Đừng có mà thăng quá thăng Cái gì mà nó quá thăng là nó sẽ trở ngại Thăng vừa vừa thôi Như cái tình cảm nào nó đến từ 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 là nó, nó sâu đậm Có tình cảm nào mà nó đến dập 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 dập, 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 dập khởi đầu Là nó, 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 mau xa cách Nhớ nghe Nhớ đó, Hà Phật Tử phải nhớ đó Nên bản thân mình là người niệm Phật Phát nguyện đời này phải sánh cực lạc Nhớ nè những đứa hướng dẫn này Nghe này Đừng có mang một cái tâm trạng Bực bội buồn dặn hay để trong tâm Cái gì mình thấy không vừa bụng nhau Mình xin lỗi Xăm hối nhau một cái xong Lương tâm mình giải tỏa liền tuyệt đối Đừng có mang trong tâm nặng nề Khi mình đã xin lỗi xăm hối rồi Mà người kia vẫn nặng nề với mình mặc kệ họ Giải quyết tội tâm mình trước vẫn là hay mình gặp họ mình vẫn chào ai với đạo phật chào nha chào chị chào em bình thường xong rồi việc nghe pháp việc niệm phật việc tu hành mình bản thân mình cứ áp dụng chứ đừng có đặt nặng vấn đề uh, chào rồi xin lỗi rồi vậy mà bây giờ chưa giải hòa được này kia mình tìm mọi cách cứ cứ đeo 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 theo đừng có làm gì nữa không cần thiết quý vị mình chỉ cần nghe pháp niệm phật rồi từ hôm nay duy trì như vậy duy trì cái tâm mình cho nó an lạc tự tại đủ rồi bản thân mình không không bực bội không không ghét ai không hẳn ai là được rồi còn người ta muốn làm cái gì người ta muốn ghét mình cái gì chuyện của người ta người ta tự khổ nhân quả tự làm tự chịu hiểu không nên á, những đức nói rằng mình nghe pháp mình phải hiểu nguyên lý thăng vừa vừa thôi vậy mà tồn tại lâu dài thăng vừa vừa mà tồn tại lâu dài nhớ đó. cái chỗ quan trọng nhất của chúng ta là gây dựng tính nguyện niệm phật nhớ ai với đạo phật nhớ tây phương cực lạc nhớ ai với đạo phật nhớ tây phương cực lạc đời này con phải gì cực lạc nhất định phát tâm đã gây dựng cho cực kỳ mạnh vậy là được rồi cả đời mình tu sẽ có kết quả bản thân mình tu sẽ có kết quả mình có kết quả người ta nhìn mình người ta muốn học đừng có đeo mang tùm lum chuyện để tự chuốc phiền não cho chính mình nên hồi tối những đức có một bài học ở bên đại tùng lâm nguyện giảng sanh thật kiên cố nguyện ta bà hải tùy duyên nhớ nguyện niệm phật cầu sanh cực lạc thì cực kỳ kiên cố nhưng cái việc ở ta bà thì chọn hết bổn phận thành bại tùy duyên mình đã làm hết lòng mình rồi thành bại tùy duyên những gì mình làm vì chúng sanh mình làm hết lòng hết dạ nhưng chúng sanh không có duyên không có phước này thì thôi mình có duyên có phước mình làm nhưng chúng sanh không có duyên có phước không hưởng được thì thôi nên cái gì nó cũng phải là mình có duyên có phước chúng sanh có phước có duyên thì mình làm giúp họ mới được lợi ích Nguyên lý này mình hiểu rồi Thì quý vị sẽ gây dựng tính nguyện niệm Phật Cực kỳ kiên cố luôn Nhớ đó nghe quý vị Phải gây dựng tính tâm tính nguyện cực kỳ kiên cố Mình cứ lo niệm Phật là tốt nhất Nguyện tâm bảo gia hộ Cho tất cả người trong chùa Hà Phật tử khắp nơi nơi Gây dựng tính nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm Chỉ đúng một cái cầu Là cầu sanh cực lạc nhớ chỉ cần cầu sánh cực lạc thì tất cả những cái việc thế gian tự nó sẽ tốt Chỉ cần gây dựng cầu sánh cực lạc thì tất cả việc thế gian tự nhiên sẽ tốt Chúng ta hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc Chúc quý vị an lạc Anh Di Đà Phật Nguyện đem công đức này hướng về khâm tất cả Để tử và